Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ và giới thiệu cho quý vị một căn nhà 4 tầng 4 phòng ngủ với cái thiết kế rất là hợp lý, phù hợp với hộ gia đình và vị trí đi lại cũng cực kỳ thuận tiện. Với căn nhà này thì nó là thuộc vị trí huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, với cái rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fenica, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông kéo dài. Căn nhà này cụ thể thì vị trí của nó thuộc Đông La, Hoài Đức mọi người nha. Căn nhà nó rất là gần với trạm bơm Yên Nghĩa, cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 1 km, cách với trường đại học Fenica khoảng tầm 2,5 km, giao thông đi lại thuận tiện. Căn nhà này thì ưu điểm nó là ở phần cuối ngõ, cho nên cái phần xe cộ để nó cực kỳ hợp lý. Đường ngõ trước nhà 2,5 m, cách với lại đường ô tô đi lại ở kia nó chỉ khoảng tầm 30 m, cực kỳ thuận tiện. Và cạnh ở bên vị trí nhà thì là có cái bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái quý vị nha. Xung quanh gặp tràn tiện ích chợ, trường, phường, trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với cái vị trí này thì rất phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông, hoặc là quý vị đi làm ở cái khu vực huyện Hoài Đức kéo dài theo cái đường đại lộ Thăng Long, rất là phù hợp. Thông số nhà như sau: diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 2,5 m, cách đường ô tô 30 m. Nhà này sổ đỏ đầy đủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và giá chào bán cực kỳ hợp lý, 2,2 tỷ đồng một căn nhà 4 tầng cả nhà và đất. Với cái mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ ở bên ngoài là ốp đá granite, cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa inox kéo và bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này theo hiện trạng thì vừa mới hoàn thiện xong, còn một chút chút về cái phần sơn nữa là có thể quý vị dọn đồ về và ở ngay. Với cái thiết kế 4 tầng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, ưu điểm của căn nhà ở cuối ngõ rất là hợp lý, phần xe cộ để cực kỳ thoải mái. Ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, với cái phần phòng khách được hoàn thiện xong hết, về cái phần gạch lát nền này, về cái phần hoàn thiện mà sơn thì còn một chút chút nữa, và về cái phần trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện thì đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ, sổ đỏ riêng biệt. Căn nhà này vuông vắn mọi người ạ, vuông vắn không bị chéo. Và thiết kế ngoài cái tầng 1 phần phòng khách để xe thì ở đây còn một cái không gian phòng bếp riêng. Ở đây quý vị có thể là một bộ bàn ăn 6 người cũng khá là hợp lý. Và đây là cái không gian phòng bếp, toàn bộ tủ bếp của cái căn nhà này nhỏ nhắn xinh xắn, thiết kế hợp lý, tủ gỗ an cường chống cong vênh mối mọt và nó có cái độ bền tuổi thọ khoảng tầm 8 đến 12 năm. Xung quanh bếp thì là ốp gạch mọi người nha, và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện đi kèm thì toàn bộ chất liệu inox 304 đây. Giá úp bát, kệ để bát, chậu rửa, vòi rửa, nước sử dụng nước sạch mọi người nha, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Với căn nhà này giá chào bán 2,2 tỷ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu và ngân hàng hỗ trợ ấy, thì được những cái lãi suất ưu đãi nhất và thời hạn vay dài nhất là tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất quý vị ạ. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Căn nhà này hiện trạng của nó là mới tinh, chưa có người ở đâu mọi người nha. Bởi vì đợt gần đây Ngọc Ánh hay quay những cái căn nhà mà chủ nhà đã ở và nhờ bên Nhà Tốt bán. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ tự nhiên, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với căn nhà này về cơ bản phần hoàn thiện thì nó đơn giản thôi mọi người ạ, không cầu kỳ. Toàn bộ cái đồ nội thất cũng như là những cái ví dụ thiết bị vệ sinh nó cũng là ở cái tầm trung bình, chứ nó không phải là hàng quá cao cấp. Cho nên Ngọc Ánh quay và giới thiệu cho quý vị như thế nào thì quý vị khách hàng đến xem nó là y như vậy. Sau đây mời ngồi theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với căn nhà thiết kế 4 phòng ngủ, cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa thì 4 phòng ngủ thiết kế ra sao? Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ phía trong và phía bên ngoài. Đây là cái căn phòng ngủ ở phía bên trong. Diện tích nó khoảng tầm 9 m² thôi mọi người ạ. Tuy nhiên thì để mà nói quý vị vẫn rất dễ dàng kê giường, tủ nội thất và đo đạc theo ý muốn với cái không gian của cái phòng ngủ này. Thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led,
cửa sổ thông thoáng hướng ra bên ngoài. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Và đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài ạ. Không gian phòng ngủ ở phía bên ngoài thì để mà nó sẽ thoáng hơn ở phía bên mặt bên trong. Nó có cửa sổ thông thoáng, ban công mở thực tế kéo ra phía bên ngoài. Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này 4 phòng ngủ về ở ngay đúng theo hiện trạng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 700 triệu đến 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay thời gian dài nhất với những ngân hàng uy tín nhất. Đây, cửa thông phòng. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này, đây quý vị nhìn thực tế nha, nó không quá nhỏ, đáp ứng cho quý vị với cái bồn cầu, hệ thống sen tắm, vòi xịt, quạt hút mùi. Và ở đây là có cái phần ống chờ dây chờ bình nóng lạnh, lavabo. Đấy, hệ thống nước, điện là có đầy đủ rồi. Các hiện trạng dọn về ở luôn. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Hai phòng ngủ ở phía tầng 2 rồi, vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ngay từ đầu video cho quý vị, căn nhà này 4 tầng thiết kế riêng biệt, khách, bếp, 4 phòng ngủ riêng biệt. Đây, đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế tương tự như tầng 2, cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Phía căn phòng ngủ ở phía ngoài thì phải nói thật sự là cực kỳ thoáng. Và cái vị trí căn nhà này ấy, thì nó gần với lại cái bãi đỗ xe ô tô ngày đêm. Quý vị nào mà đang có xe ô tô mà muốn gửi thì nó rất là thuận tiện nha. Đi bộ nó khoảng tầm 30m là có bãi gửi xe rồi. Và đây là cái phía căn phòng ngủ ở bên trong. Phòng nào cũng được thiết kế rất vuông vắn đây quý vị nha. Không bị chéo, không bị lệch. Đó, gạch lát nền kích thước gạch 50-50. Cửa thông phòng. Nói chung với căn nhà cái giá trị 2 tỷ 200 triệu đồng, 4 phòng ngủ, rồi là có thể dọn đồ về và ở ngay, giá trị cả nhà cả đất, thì cái căn nhà này hiện tại giá nó quá là hợp lý rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nha. Đây, một không gian phòng thờ riêng biệt của ngôi nhà. Đó, khá là rộng. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thì đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó, quý vị có thể nhìn thực tế nha. Theo hiện trạng là có thể dọn đồ về ở ngay. Xung quanh dân cư cực kỳ đông đúc, đi lại giao thông nó rất là thuận tiện và phù hợp với khu vực nào thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Cho nên mọi người cố gắng xem hết từ đầu cho tới cuối video để biết được là cái căn nhà này vị trí nó ở đâu, phù hợp cho đối tượng khách hàng nào, đi làm ở khu vực nào thì thuận tiện về giao thông, đường xá, con cái, đi lại học tập. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.